Xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co 68. Và trong video ngày hôm nay thì Jenny xin phép đại diện thuyết minh bài dự thi vòng 2 của bạn Trung Kim Nguyễn trong cuộc thi Trader kể chuyện. Thì các bạn đừng quên là nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên cho bạn Trung Kim Nguyễn một like, một subscribe cũng như là comment bên dưới. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của một người say mê thế giới blockchain và cryptocurrency đến từ bạn Trung Kim Nguyễn. Lời đầu tiên mình xin gửi lời chân thành cảm ơn đến đội ngũ Co68 cũng như là Kairos Ventures đã tổ chức một event rất là ý nghĩa cho các trader tại cộng đồng crypto Việt Nam. Và câu chuyện chia sẻ của mình sẽ được chia thành 3 phần như sau. Phần 1 là khởi đầu, tiền điện tử là cái gì thế nhỉ? Phần 2, tập tành trade, farm và cú ngã lớn từ Iron. Phần 3, DeFi tới yêu cầu mất rồi. Phần 4, những suy ngẫm rút ra từ bản thân. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần 1 trong câu chuyện của bạn nhé. Tiền điện tử là cái gì thế nhỉ? Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu một thanh niên 24 tuổi khi thấy tin bài rầm rộ trên các trang quốc tế lớn về tài chính tại thời điểm Bitcoin đạt đỉnh là 20.000 đô năm 2018. Đối với một người xuất thân từ ngành kinh tế như bản thân mình thì khái niệm tiền điện tử có lẽ là một cái gì đó hết sức khó hiểu và xa lạ. Bởi vì trong trường lớp, các thầy cô chỉ dạy rằng tiền là một vật có giá trị trao đổi, được nhà nước phát hành và đảm bảo với các tài sản khác, trích trong kinh tế vĩ mô, một môn học mà là niềm ám ảnh của rất là nhiều bạn, đúng không? Bị choáng ngợp bởi những khái niệm đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao. Tuy nhiên thì lúc đó đối với mình cũng như là bao người trẻ thế hệ trí thức mới khao khát vươn ra biển lớn để đón nhận những trí thức tinh hoa của nhân loại, thì Bitcoin là một thứ gì đó vừa xa lạ mà cũng vừa khá là thú vị đấy. Đầy rủi ro nhưng mà cũng đầy những thứ để khám phá. Không phải sai khi các nhà tài chính nói rằng Bitcoin nói riêng và thế giới tiền mã hóa tại thời điểm này giống như là miền Tây nước Mỹ cách đây 200 năm, tuy đầy nguy hiểm bất trắc nhưng cũng đầy hứa hẹn. Sang đến phần 2, tập tành trade, farm và cú ngã lớn từ Iron. Bẵng đi một thời gian bận chuyện gia đình, mình chỉ dừng lại với Bitcoin ở mức độ tìm hiểu chứ chưa có đầu tư vào nó, bởi vì lúc đó thì thu nhập của mình vẫn chưa cao và một phần vì mình cũng chưa đủ dũng cảm để đặt những đồng tiền ít ỏi vào thế giới đầu tư đầy rủi ro này. Đến cuối năm 2020, khi mà Bitcoin đạt đỉnh là gần 64.000 đô đúng không nào, thì tất cả thị trường đều đi lên và người người nhà nhà ai ai cũng nói về tiền ảo hết và người ta chốt lãi rất là nhiều. Và thông qua một nhóm tiền mã hóa ở Việt Nam thì mình cũng bắt đầu gọi là rạo rực và háo hức để nghe ngóng và tìm hiểu lại. Thời gian này thì thu nhập của mình cũng khá và mình cũng biết tiết kiệm được tương đối, cho nên là mình đã đầu tư một ít vào BNB với mục tiêu chính là để học hỏi và tìm hiểu về thị trường. Sau vài lần thắng và cơ số lần thua thì mình đã quyết định là chuyển sang một hình thức khác được gọi là farming, tức là cung cấp thanh khoản ấy. Nhờ một bài đăng của anh Long Triều về Iron Finance, mình inbox nhờ anh chỉ dẫn cách chuyển vốn từ Binance sang Polygon. Bắt đầu với hơn 100 đô farm cặp Iron và USDC với mức APY lên đến hơn 7 triệu% nha mọi người. Trong vòng tuần đầu thì vốn ban đầu của mình đã lên đến 175 đô, khá là lớn đúng không? Với tiêu chí đó là liều ăn nhiều, mình đã tiếp 10 triệu để farm cặp Titan USDT với APR còn khủng hơn như thế nữa. Tuy nhiên sáng hôm định mệnh đó thì mình đã bắt đầu swap từ PBNB sang Titan, thì số lượng Titan mình nhận được nhiều đến khác thường. Chỗ này hấp dẫn nè. Và rồi mình nhận ra là giá của Titan từ 64 đô để về mức giá là 10 đô. Oh my gosh. Hoảng loạn cắt lỗ. Tuy nhiên trước khi thao tác swap lại thì giá của Titan đã về mức giá mà cơ số không đằng trước do giá của stablecoin Iron mất neo 1 đô. Sau đó số vốn của mình đã chia 2, chủ yếu là do Titan rớt giá và Iron về 0.7 đô. Phần 3 đó là DeFi tới yêu cầu mất rồi. Sau lần ngã ngựa từ Iron, cùng với sự vơi bớt trong tài khoản tiết kiệm của mình đã thấm thía được rằng thị trường crypto này khốc liệt như thế nào. Ok, việc thiếu hiểu biết cũng như là sự thiếu chuẩn bị dẫn đến những kết cục cực kỳ thê thảm. Và từ đó, mỗi lần xuống tiền bất cứ một cái dự án nào thì mình cũng rất là cân nhắc để xem xét xem là dự án này có thật sự mang lại đến giá trị về cộng đồng hay không, hay nó chỉ là những cái bánh vẽ mà thôi, tức là không mang lại một cái giá trị nào cụ thể hết. Từ những việc đọc tài liệu hay nghiên cứu về dự án, mình bắt đầu nhận ra tiềm năng của mảnh đất được gọi là DeFi. Càng nghiên cứu sâu thì mình càng thấy những điều thú vị từ cách vận hành của thị trường DeFi, và chính những việc này sẽ đem lại lợi nhuận cho mình cũng như là một khoản thu nhập đáng kể bằng việc dịch thuật hay là hỗ trợ cho cộng đồng. Rồi cuối cùng thì mình đã quyết định nghỉ việc để toàn tâm toàn ý cống hiến cho cộng đồng DeFi nhằm mục đích đó là mang lại những điều tốt đẹp nhất. Wow, đọc đến đây thì mình cảm thấy rất là vui ha về những suy nghĩ của bạn. Rồi, phần 4 nha, là những suy ngẫm rút ra. Thời gian mình thật sự trải nghiệm thị trường crypto tuy không dài nhưng mà có rất nhiều những cung bậc cảm xúc và nhiều bài học xương máu rút ra như thế này. Thứ nhất, đó là bỏ ngay tâm lý ăn sổi.
Bất cứ lĩnh vực đầu tư nào cũng cần có thời gian để xây dựng và phát triển nhằm tạo ra những giá trị thật sự cho cộng đồng. Và lĩnh vực crypto cũng vậy. Hãy nhớ rằng đó là good things take time. Đó là những cái việc tốt thì bao giờ cũng cần thời gian để làm hết. Thứ hai là chấp nhận thất bại để rút ra bài học cho thành công. Mình khẳng định thời điểm này, 90% những người mới bước chân vào thị trường crypto đều đã lỗ hoặc là đang gồng lỗ. Việc này cũng không hẳn là điều tồi tệ, nhưng mà chính nó sẽ giúp cho các bạn định hình được triết lý đầu tư của riêng mình là gì. Mình có biết một câu rất là hay từ một KOL nổi tiếng, đó là một khi bạn chưa bán thì bạn chưa lỗ. Câu nói rất là kinh điển đúng không? Thứ ba nữa đó là mình muốn nhắn nhủ với những người thật sự tâm huyết với thị trường và có thời gian rằng hãy chọn những dự án thật là tốt và tìm cách cống hiến và xây dựng dự án cùng với team, cùng tạo ra giá trị cho chính những đồng coin mà bạn đang đầu tư. Như thế thì dù có thất bại đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc về những việc đã làm và bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi đúng không nào? Và điều cuối cùng nữa đó là đọc, đọc nữa và đọc mãi. Co68 là một kênh... cảm ơn bạn nha. Co68 là một kênh tin tức rất là uy tín và đáng tin cậy của cộng đồng Việt Nam với những bài phân tích uy tín và chất lượng. Mình đã nhận được những kiến thức quý giá đầu tư đầu tiên từ Co68 khi mới bước chân vào thị trường này. Điều khiến mình cũng rất là tự tin hơn khi đầu tư vào bất cứ dự án nào sau này. Và mình tin rằng thì với sự nhiệt huyết của đội ngũ Co68 và Kairos Ventures, cộng đồng crypto Việt Nam sẽ vươn ra thế giới và trở thành cộng đồng vững mạnh nhất. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình xin cảm ơn và chúc mọi người nhiều sức khỏe. Và đó cũng là kết thúc bài chia sẻ của bạn tên là Trung Kiên Nguyễn. Thì đầu tiên Jenny có thể thấy là bạn Trung Kiên Nguyễn này bước chân vào thị trường crypto từ một người chưa biết gì đến người đã trải qua rất là nhiều những lần cay đắng của thị trường, thua lỗ cũng có và thành công cũng có. Cuối cùng là bạn đã đúc kết những cái kinh nghiệm và chia sẻ để bạn gửi gắm trong cái bài đăng ngày hôm nay. Thì hy vọng là các bạn đang xem video này, các bạn cũng đã rút ra cho mình được một cái bài học gì đấy, hay ít nhất là lắng nghe thôi chia sẻ của bạn Trung Kiên Nguyễn. Và nếu như mà bạn thấy những cái chia sẻ này có tác động gì đến bản thân mình thì hãy cho bạn Trung Kiên Nguyễn này một like, một subscribe cũng như là comment bên dưới, bởi vì đây chính là bài dự thi vòng 2 của cuộc thi Trader Kể Chuyện. Tụi mình sẽ tính điểm từ like, từ subscribe và từ comment của tất cả các bạn. Ok, vậy thì để kết thúc video ngày hôm nay, Jenny cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem, cũng như là cảm ơn bạn Trung Kiên Nguyễn đã tham gia vào cuộc thi Trader Kể Chuyện nha. Ok, thank you so much and see you in the next video. Bye!